Hai Pencil Studio. Con sợ cô ấy lạnh lẽo và chẳng có gì ăn, nên con đã đem cô ấy theo. Con
giống như kiểu là tốt bụng lắm á. Nhà vua suy nghĩ xong thì bèn nói tất cả mọi vị trí trong hoàng cung đều đã có người làm rồi, thôi thì cứ để cho cô gái ấy đi chăn ngỗng đi. Và từ hôm đó thì mỗi ngày nàng công chúa phải đưa ngỗng ra ngoài sau cho ngỗng đi ăn rồi bơi chăn ngỗng á các bạn. Sau đó lúc về thì cũng rất là buồn, nhưng mà đâu thể tâm sự được với ai đâu, vì công chúa đã hứa nếu mà nói điều này ra với hoàng tử hoặc là nhà vua là công chúa sẽ bị giết chết. Người duy nhất có thể tâm sự với công chúa chính là chú ngựa Pallada. Công chúa đi chăn ngỗng về mỗi ngày đều tới nói chuyện với chú ngựa của mình, kể cho chú ngựa nghe rằng: em ơi, chị bị ăn hiếp ở trong hoàng cung, chị phải đi chăn ngỗng đó. Chị bây giờ thị nữ của chị đã trở thành công chúa rồi mà chẳng ai biết hết, mà chị đã hứa nếu mà chị nói ra thì sẽ bị giết chết. Oh no. Và chú ngựa cảm thấy rất là thương cho nàng công chúa. Chú ngựa nói rằng: nếu như hoàng hậu ở quê nhà mà biết chuyện này, chắc trái tim của bà sẽ vỡ vụn mất thôi. Một ngày nọ, khi mà công chúa đang nói chuyện với chú ngựa Pallada của mình đó các bạn, thì nhà vua bỗng nhiên đi ngang qua, người thấy rất lạ lùng. Và đợi nàng công chúa đi rồi, nhà vua mới tới hỏi chú ngựa Pallada là: chú ngựa Pallada đã nói chuyện gì với người chăn ngỗng vậy chứ? Và lúc này thì chú ngựa Pallada đã kể cho nhà vua nghe tất cả mọi thứ về người thị nữ nè, đã đối xử với công chúa như thế nào, đã mạo danh làm công chúa mà còn bắt công chúa phải đi chăn ngỗng nữa đó các bạn. Lúc này nhà vua rất tức giận. Ngay ngày hôm sau thì nhà vua đã tổ chức một cuộc họp với tất cả mọi người. Lúc này nhà vua đã hỏi người thị nữ rằng: ta đố nhà ngươi, nếu như một người lừa dối chủ của mình và lừa dối tất cả mọi người thì phải bị xử tội gì? Lúc này người thị nữ vẫn chưa nhận ra là mình đã bị bại lộ nên là rất mạnh miệng trả lời: thì phải bị đuổi khỏi vương quốc luôn, không được sống ở đây nữa. Lúc này thì nhà vua quay qua và nói: người đó chính là ngươi, ngươi sẽ bị đuổi đi bởi vì chính ngươi là người đã lừa dối tất cả mọi người và đối xử không tốt với chủ của mình nữa. Và lúc đó tất cả mọi người đều đồng ý khi câu chuyện đã vỡ lẽ ra và người thị nữ đã bị đuổi khỏi vương quốc. Lúc này hoàng tử rất ân hận vì đã không nhận ra người công chúa là vợ của mình ngay từ những giây phút đầu tiên, và chàng đã yêu thương vương nữ nàng công chúa đến cuối cuộc đời luôn, cưng chiều luôn các bạn. Hai người sống hạnh phúc với nhau. Đó chính là lý do tại sao lại có câu chuyện công chúa chăn ngỗng. Thì ra công chúa phải đi chăn ngỗng là bởi vì thị nữ của mình đã trở nên độc ác và đã bắt công chúa làm như vậy các bạn. Nhưng mà cuối cùng những người tốt vẫn nhận được những kết quả tốt đúng không? Công chúa đã được hạnh phúc, trong khi đó người thị nữ thì đang bị đuổi đi rồi. Đây quả là một câu chuyện có kết thúc có hậu đúng không các bạn? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của Kỳ này. Câu hỏi của Kỳ này đó chính là: chú ngựa của công chúa tên gì? A. Đó chính là Pallada. B. Sahara. C. Canada. Đó các bạn, đâu mới là câu trả lời chính xác? Nếu như các bạn đã biết câu trả lời chính xác rồi, hãy comment ở bên dưới nha. Comment tên nè, số điện thoại